Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, những ngày qua, lãnh đạo tỉnh, huyện, thành phố và các địa phương trong tỉnh Bến Tre đã đến thăm tặng quà quý mẹ Việt Nam anh hùng và các hộ gia đình chính sách trên địa bàn. Theo đó, chiều qua, đoàn công tác của tỉnh do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ làm trưởng đoàn đã đến thăm 5 hộ gia đình chính sách tiêu biểu khó khăn trên địa bàn xã Giao Long, huyện Châu Thành. Đoàn đến thăm gia đình ông Đoàn Hữu Ninh, thương binh hạng 2/4, ấp Hòa Hưng Thạnh, ông Dương Văn Hai, thương binh hạng 4/4, ấp Hòa Long, bà Nguyễn Thị Chính, vợ liệt sĩ, ấp Long Hòa, ông Võ Văn Đạt, nhiễm chất độc hóa học, ấp Long Thạnh và bà Nguyễn Thị Chấm, mẹ liệt sĩ, ấp Long Hòa. Tại mỗi nơi đến thăm, thay mặt đoàn, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ ân cần thăm hỏi sức khỏe, tìm hiểu hoàn cảnh sống của mỗi gia đình, việc tiêm chủng vaccine phòng chống dịch bệnh COVID-19. Bí thư Tỉnh ủy cho rằng việc thăm hỏi động viên các gia đình chính sách là việc làm hàng năm thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của Đảng và Nhà nước với tấm lòng tri ân, ghi nhớ công lao to lớn của thế hệ đi trước. Những người đã không tiếc máu xương, hy sinh thân mình vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, mang lại cuộc sống ấm no cho người dân. Qua đây, Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ với những khó khăn của bà con khi mà giá cả hàng nông sản, nhất là giá dừa, đang xuống thấp. Với những đề xuất từ các gia đình chính sách, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ đề nghị địa phương rà soát lập danh sách gửi đến ngành chức năng để kịp thời có những hỗ trợ giúp các gia đình có cuộc sống ngày càng tốt hơn. Quan tâm tuyên truyền để tạo sự đồng thuận sáng tạo của người dân trong quy động xây dựng xã nông thôn mới, nhằm sớm đưa xã về đích theo nghị quyết đại hội đảng bộ xã đề ra, có giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn, đem lại cuộc sống bình yên cho người dân. Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ gửi tặng mỗi hộ gia đình một phần quà và tiền mặt, trao 15 phần quà gửi địa phương thăm 15 hộ gia đình chính sách khó khăn trên địa bàn xã.